Ngươi mau về tổ đi, đừng trông chơi nữa mà gặp nạn. Ân nhân, xin dừng lại. Cô là ai? Tôi chính là tiên nữ, là đệ tử của Thiên Nga Trắng Nữ Dương. Ân nhân cần gì, tôi sẽ đền đáp ơn cứu mạng này. Mình không cần tiền tài gì cả, mà cũng chẳng có ai ước sống mãi không chết. Cảm ơn tiên nữ, tôi không cần gì cả, chỉ mong muốn sống vui vẻ, bình an với mẹ già thôi. Tôi mang ơn thì phải trả, xin chàng đừng để tôi phải áy náy. Nào, chàng hãy nói đi, hãy nói là mình cần thứ gì đó. Thật ra tôi vào đây chỉ cốt tìm một con ngựa, vì tôi đã có cái yên rồi, nên không mong muốn gì khác hết. Tôi sẽ tự đi tìm con ngựa, tôi không cần cô trả ơn gì đâu. Tôi biết có một con ngựa tốt nhất trên đời, đó là con thần mã, chạy nhanh hơn gió. Ai có được nó thì người đó sẽ có thể đi đến muôn nơi. Con thần mã sao? Chạy nhanh hơn gió à? Từ đây đi thẳng về hướng bắc, chàng sẽ tới một cái hồ. Mỗi ngày khi mặt trời mọc, thần mã sẽ chạy tới bên hồ uống nước. Khi đó chàng sẽ bắt giữ lấy thần mã. Nhưng chàng nhớ kỹ, thần mã muốn vùng vẫy thế nào, chàng cũng không được thả nó. Nó không chịu cho tôi bắt, nên dùng vẫy để thoát. Tôi làm sao để ép nó theo mình? Chàng nhất định không thả nó ra, thì chàng sẽ thuần phục được nó thôi. Hãy nhớ lấy lời ta căn dặn nhé. Nó có vùng vẫy cỡ nào, chàng cũng không được buông tay.